vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị địa giới chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của địa giới là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị vô minh chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao? Vì tánh của vô minh là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của hành cho đến tánh của lão tử, sầu, than khổ, yêu não là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị bố thí ba la mật đa, chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của bố thí ba la mật đa là không, trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tịnh giới ba la mật đa, chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của tịnh giới Ba La Mật Đa là không, trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị an nhẫn Ba La Mật Đa, chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của an nhẫn Ba La Mật Đa là không, trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tinh tấn Ba La Mật Đa, chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của tinh tấn ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tịnh lự ba la mật đa, chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của tịnh lự ba la mật đa là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị bát nhã ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của bát nhã ba la mật đa là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị phương tiện thiện xảo Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến, vì sao? Vì tánh của phương tiện thiện xảo Ba la mật đa là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nguyện Ba la mật đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của nguyện Ba la mật đa là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến, vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị lực Ba La Mật Đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của lực Ba La Mật Đa là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị trí Ba La Mật Đa chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của trí ba la mật đa là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp không nội chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của pháp không nội là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của pháp không ngoại cho đến tánh của pháp không không tánh tự tánh là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị chân như chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của chân như là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của pháp giới cho đến tánh của cảnh giới bất tư nghỉ là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến